kids, welcome to Eden Garden English. I'm Sarah. Xin chào tất cả con. Hôm nay chúng mình sẽ học về một vài cấu trúc để giới thiệu bạn của mình. Và cô có cấu trúc this is và that is, that's. Và sẽ hôm trước thì mình sẽ học về cấu trúc hỏi tên bạn là gì. Thì hôm nay mình sẽ học thêm một cấu trúc nữa, đó là tên của anh ấy, cô ấy là gì. Okay, so are you ready? Let's get started. This is my friend. Đây là bạn của tôi. Khi mà mình dùng cấu trúc this is là nói về một người bạn đang đứng rất là gần mình. Ví dụ, chàng trai này đang giới thiệu là this is my friend. Đây là bạn của tôi. Tiếp theo, có gần thì phải có xa đúng không? Khi mà chàng trai này đang giới thiệu với ai đó về một người bạn đang chơi bóng ở đằng xa kia thì cô gái này giới thiệu về một chàng trai đang chơi bóng ở đằng xa kia thì cô gái này nói là that's my friend. Kia là bạn của tôi. That's my friend. Okay. Tiếp theo chúng mình sẽ học về cấu trúc hỏi tên của anh ấy là gì và tên của cô ấy là gì. Và chúng mình sẽ cấu trúc hỏi là what is his name and her name? Và câu trả lời sẽ là his name is, her name is. For example, what is his name? His name is Wadi. His name is Wadi. His name is Alex. His name is Peter. His name is David. Tiếp theo là sẽ hỏi trả lời về cấu trúc cô ấy tên là gì? What is her name? Her name is Wincy. Her name is Mary. Her name is Linda. And her name is Anna. Đó là toàn bộ về ba cấu trúc hỏi bạn của tôi, đây là bạn của tôi, kia là bạn của tôi và tên của anh ấy, tên của cô ấy là gì. Vậy thì nhiệm vụ của chúng mình hôm nay sẽ là ôn lại thật kỹ hai cấu trúc này và thực hành tự hỏi tên và tuổi của những người này nhé. Rồi chúc mình có một bài thuyết trình tốt vào buổi tới nhé. Goodbye.